Kỳ Gâu xin chào quý quán anh chị đang xem kênh 67 hành trình. Thì hiện tại Kỳ Gâu đang có mặt tại nhà của anh Hèn. Thì mình cũng sự giới thiệu của mấy bà con, mấy anh chị giới thiệu với Kỳ những cái hoàn cảnh trong cái sóc của khu dân cư Võ Hải. Thì Kỳ cũng gần nó chỉ biết vậy thôi. Thì để Kỳ vô sao trong thăm cái hoàn cảnh gia đình trong cái mùa dịch gặp nhiều khó khăn. Thì cũng biết sao. Rồi giờ anh chào anh chị. Đi ngồi sát chút xíu đi. Để nói chuyện nha. Thì ở trong đây là căn nhà của anh Hiền. Chị là anh Hiền năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 32. 32 tuổi ha, chị này tên gì, chị tên gì? Tên Thia. Thia dạ. Nhiêu tuổi vậy chị? 21. 21 hả? Dạ. Thì hôm nay công việc thường ngày của mình là làm gì thôi? Làm hộ, làm kêu gì làm nấy. Dạ. Dạ. Làm hộ ha. Nếu mà mình làm đó một ngày được nhiêu anh? 200. 200 là mình làm phụ hồ hay là thợ? Phụ hồ ha. Chưa làm thợ hay làm đâu chưa? Làm đâu, bây giờ bệnh nghỉ đó. Dạ. Yeah. Nghỉ lâu rồi. Thì em cũng nghe nói là hình như mình bị gì trong người anh? Phổi. Phổi, viêm phổi ha. Yeah. Mình có đi khám chưa? Khám rồi, chụp hình rồi đó, phổi. Phổi ha. Là đang điều trị hay sao? Mình đang điều trị bệnh ha. Dạ, người ta kêu đi bệnh viện mà không có tiền đâu. Chưa có tiền, chưa tiền nhập viện ha. Dạ. Là cái đó người ta nói cái cách thức làm là chị uống vô đó mình theo dõi uống thuốc hay là sao? Uống thuốc tây mình á. Thuốc tây nấu nước uống 7-3. Nhưng mà phải nhập viện hay là mình phải là xuống bệnh viện khám định kỳ lấy thuốc gì uống điều trị? Mình chưa vô bệnh viện nữa, chưa có tiền. Chưa đi khám ha. Dạ. Nhưng mà mình có đi khám ở đây rồi hay sao? Mới chụp hình thôi. Chụp hình bị phổi á. Viêm hay là sao? Bị phổi. Hiểu rồi. Nhưng mà yếu em nói là bị viêm hay là bị này kia bị hỏi nam gì đó, nam một đen vậy ha. Dạ. Rồi bây giờ em hỏi cho biết người ta khán giả họ biết về cái bệnh của mình đó. Dạ. Là bé hai người sinh được ngay em đi đó ha. Dạ. Bé nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi rồi. Con tên gì em gái? Tên gì sao? Nói tiếng Việt được không? Dạ biết. Dạ. Yeah. Nói mấy chú ơi. Nhiêu tuổi rồi? Tướng mini dễ cưng quá vậy. Con tên gì? Tên gì? Mắc cả đó hả? Rồi chị mình thường ngày làm gì chị? Em có làm gì em giữ nó không ạ? À? Vậy hả? Dạ, chồng em đi làm ơn ạ. À. Bây giờ bệnh. Không, mình không làm phụ tiếp gì luôn. Ở nhà chị với chồng. Dạ. Con với nội trợ thôi. Dạ. Thì công việc chính của anh là anh lấy lao động chính với gia đình. Mình có mấy anh em thôi. Mấy anh chị em? 6. 6 người hả? Là mấy anh chị em đây gần đây không? Tờ coi gia đình hết rồi. Gia đình ra riêng hết hả? Dạ. Giống như người theo cái người dân tộc của mình là khi có gia đình là mình ra riêng. Dạ. Ở hết, không có ở chung với ba mẹ. Dạ. Ha. Riêng hết. Là mình ra ngoài để giống như tự kiếm sinh sống luôn. Dạ. Tự lập á, đúng không? Dạ. Dạ, cũng rất là hay ha. Anh chị cưới nhau được nhiêu năm rồi? 6-7 năm rồi. Là cái nhà này là mình xây dựng lên hay là sao? Để người ta xây cho nhà nước á. Vậy là cái nhà này thì nói chung thì được nhà nước hỗ trợ cho. Dạ. Cái những cái giống như mình là thuộc cái hộ nghèo hay sao? Bên hộ nghèo. Là hộ nghèo được nhà nước cấp cho nhà ha. Dạ. Ủa nếu vậy là mình xài toilet là ở ngoài chứ không có trong đây không? Dạ. Ủa em thấy đó cửa là mình bích lên hay sao? Dạ. Nhà chị sao rồi đó? Hai gia đình rồi. Vậy là hai gia đình. Cũng như chung một cái nền luôn hay là nhà riêng? Chung cái nền, hai gia đình. Người khúc. Đó là chia nhà ra hay sao? Dạ. Sao ngộ ta? Tại vì mẹ ba phòng sống mới chia cho. À, dạ. Không biết nói là nhà nước cho là nguyên cái khu. Dạ. Cái nhà dài luôn ha. Khu này không ạ. Rồi tách cho làm hai cho hai anh em. Dạ. Ở ha. Dạ. Vậy làm thứ mấy trong gia đình? Dạ. Thứ năm. Như là 6 anh em chị em trai gái là đủ ha. Chung thì cái mùa dịch này thì mình ở đây mình bị phong tỏa đâu có làm cái gì được kiếm tiền. Đó. Đâu ở nhà không, ta vô phát gạo năm rồi. Mạnh quân mấy cái nhà hảo tâm ta vô ta cho với nhà nước cho ha. Dạ. Chợ rau củ với gạo. Nói chung thì cái tình hình này thì ai cũng khó khăn hết. Dạ. Mà anh hiện nay thì ngày phụ hồ là công việc chính trong gia đình để nuôi gia đình, mà thất nghiệp mấy hôm nay thì hết vốn luôn anh. Giống như vậy thường gì do ấy thôi chứ mình đâu có chưa đi làm được đúng không?
Dạ, làm cũng không nổi nữa, đi chút là mệt. Dạ, khỏi mà mệt. Dạ. Dạ. Giống như nếu bây giờ mà mình lấy là bình thường rồi mình đi làm tiếp công việc đi làm tiếp anh ha. Anh Hèn. Đi chút là mệt, đi chút mệt lắm. Ừ. Bây giờ trước tiên là cần điều trị cái bệnh cho anh trước để mình có sức khỏe để mình làm nuôi vợ con. Chứ hiện tại thì vợ anh bây giờ không có làm cái gì để mà ra tiền. Là anh chị em ba mẹ có gửi tiền cho mình không? Dạ. Ba bên mẹ mất rồi. Dạ. Ba bên Nam Giang rồi. À, gì hả? Dạ. Trời ơi, khỏi quá tiền lắm. Ở đây những cái hoàn cảnh cũng nói chung thì rất là khó khăn. Thì hai vợ chồng nè. Ở đây là cái bếp hay mình ha. Nấu ăn bên đây cơm gì anh? Thu gì? Dạ, chiên. Dạ, này là thuốc gì? Là đủ đủ của nó, tức uống. Là để anh chị bệnh ha. Là đủ đủ á. À, là mình uống mà chị bệnh mình hay gì? Dạ, nghe người ta chỉ mình uống vậy đó. À. Vừa ăn ốc này nè. Ăn gì? Ốc. Ủa mình ăn ốc ma đi. À, ăn ốc mày là để chị bệnh phổi mình đó ha. Nghe người ta chỉ mình ăn theo. Ê, là có người ăn hết chứ anh? Nghe người ta nói hết. Hết hả? Vậy dạ. Mình mới ăn, anh có ăn chơi chưa? Ăn rồi. Ăn sống hay là mình nướng ăn? Mình luộc đó. Ồ, ốc. Mỗi ngày. À, ốc này là nó nhất lắm luôn nha. Nói chung cái bài thuốc nhân gian là của người dân tộc của mình chỉ hay sao? Người dân tộc mình. À, ăn khi bị bệnh phổi thì ăn ốc này thì không biết cái tác hiệu quả thì như thế nào thì kỳ không biết thì nghe anh nói vậy thôi. Như người địa phương đây chỉ với nhau thì ăn như vậy đó. Chứ uống lá đầy đủ. Mình uống thuốc tây này kìa không anh? Tây có tiền thì mua uống không có thì thôi. Ừ, là cái đó bệnh mình đi bệnh viện mình lấy thuốc hay là khám lấy thuốc mình hay mua ở ngoài á. Là mình thấy trong người mình sao mà mình mua, mình thấy mình ho uống giấc tối không à. Yeah. Tôi nó ho nhiều, nó lạnh á. À. Mười ba mười mấy tuổi các bạn, nhưng mà cái hoàn cảnh thì cũng nói chung thì cũng khó khăn. Thì hai chị sống đơn giản với cái căn nhà đơn sơ vậy thôi. Nói chung không có củ cải không có này kia. Này là mẹ đấy ha. À, cái này là bàn thờ mẹ ở đây. Chị là mẹ đó, đó luôn á mà không có hình ba. À vậy ha. Có hình mẹ không à. Dạ, thì hai vợ chồng sống trong cái nhà như vậy. Dạ, cái sóc. Dạ. Thì em cũng nói trước khi em quay video này thì có đăng lên đó hai thương thì em sẽ tìm đến gia đình một lần nữa nha. Có tiền hay này kia thì em sẽ trở lại. Thì em cũng chúc gia đình nhiều sức khỏe. Thì video của Kỳ sẽ kết thúc ở đây. Hẹn quý cô bác quý anh chị ở những video tiếp theo.